Thắng House được xây dựng tại Đà Nẵng mang phong cách làng quê với những mảng xanh đậm chất nhiệt đới. Vườn cây trên tầng thượng giúp ngôi nhà lúc nào cũng mát mẻ. Công trình được xem là một công viên nhỏ giữa thành phố nhiều bê tông. Nhóm các kiến trúc sư võ trọng nghĩa Niwa Takashi đã luôn tìm cách để phủ xanh những mái nhà ở Việt Nam. Phương pháp của chúng tôi là sử dụng các loại cây của Việt Nam. Người Việt Nam rất yêu cây xanh, Tuy nhiên, do sự phát triển hiện nay, nhiều người quên mất điều này. Con người cần không gian và chúng tôi, những kiến trúc sư, phải mang thiên nhiên quay trở lại với các thành phố đông đúc. Rõ ràng là con người cần phải quay về với thiên nhiên hơn, sống hài hòa với thiên nhiên hơn. Và vì thế cho nên kiến trúc một trong những cái phương tiện là đưa con người đến gần với thiên nhiên hơn. Nhưng không chỉ nhiều cây xanh, quan trọng hơn là ngôi nhà mang đến những giải pháp kiến trúc xanh ánh sáng khắp nơi giúp giảm lượng điện tiêu thụ. Nước mưa được thu lại để tưới cây. Ngôi nhà tiêu tốn rất ít năng lượng. Thắng House nằm trong hàng loạt ngôi nhà được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa xây dựng tại các đô thị Việt Nam. Đó là những ngôi nhà giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng vật liệu có sẵn như tre, gỗ và đá, giảm phát thải ra môi trường mong muốn một là cái việc xanh hóa đô thị và giúp cho con người bớt ngột ngạt hơn là cái việc thứ nhất thứ hai nó kết hợp với cái đó thì là cái về 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 nông nghiệp đô thị tức là cả cái nóc nhà đó nó đang còn trọng nó mình làm nông nghiệp thì nó vừa giúp cho xanh hóa vừa có cái thực phẩm sạch vừa đó là một cái mục tiêu gọi là rất là ngắn hàn, rất là đơn giản như thế khi các đô thị ngày càng chật trội, những ngôi nhà trong thành phố thường tận dụng tối đa diện tích mà thiếu cây xanh. Vì vậy, tại một số nước, trong đó có Singapore, các tòa nhà lớn bắt buộc phải có không gian cho cây xanh mới được cấp phép xây dựng. Hành trình xanh hóa những ngôi nhà đô thị ở Việt Nam là một con đường dài, không chỉ có những giải thưởng kiến trúc, mà còn là hành trình thay đổi tư duy mọi người, cùng nhau xây dựng đô thị xanh.